Anh chào các bạn, và bây giờ mình sẽ tới bài số 34 là bài gì thì đã nghĩ là không nên đọc cái bài này, tại cái bài này là thấy ổng dạy không có hay, để giới thiệu một cách khác học cái bài này hay hơn. Thì ra bài này để ông nói cái gì, ông nói mình cách để mình truy xuất từng phần tử của cái danh sách. Thì ok, đối với những bạn nào có kinh nghiệm học lập trình, để học lập trình thì cái này bài này cực kỳ đơn giản, đó là một cái danh sách đó, nó bắt đầu bằng số 0, có nghĩa là cái chỉ mục của nó là bằng số 0. Thì sẽ biểu diễn cho các bạn coi, ví dụ bây giờ đặt vào Python đi, đặt kêu ví dụ như dạy nhau học chẳng hạn, bằng 1 2 3 như này đi, thì dạy nhau học số 1 nó sẽ phải là như thế này, nghĩa là dạy nhau học số 0. Mà dạy nhau học số 0 á thì nó ra 1, mà dạy nhau học số 1 nó ra 2, và dạy nhau học số 2 nó ra 3. Quá chiêu vậy. Tại sao lập trình nó lại chơi là bắt đầu bằng số 0? Thì khi mà mới học lập trình á, đạt như các bạn thôi, đó là chóng mặt, tại sao cái danh sách nó lại bắt đầu từ số 0 mà không bắt đầu từ số 1. Đạt rất rất là băn khoăn. Và sau một hồi băn khoăn thì Đạt chỉ có một giải pháp là học thuộc thôi, là người bình thường người ta bắt đầu bằng số 1, cái gì bắt đầu số 1, còn người học lập trình nó bắt bình thường cho nên là nó bắt đầu bằng số 0. Ok, thì với cái cách suy nghĩ này Đạt nhớ là nó lúc bắt đầu bằng số 0, Đạt nhớ chết như vậy luôn, thì bây giờ Đạt không bao giờ Đạt nhầm nữa, bắt đầu luôn luôn bằng số 0, cho nên là cái ngôn ngữ lập trình nào mà nó bắt đầu bằng số 1 là Đạt không muốn học rồi. Ok, thì hôm nay là sẽ giải thích cho các bạn lý do tại sao nó lại bắt đầu từ số 0. Những cái bài này thì có lẽ là phù hợp với những cái bạn có kinh nghiệm lập trình rồi, nhưng mà nếu chưa thì ta sẽ cố gắng giải thích cho các bạn hiểu được tại sao bắt đầu từ số 0. Thì các bạn hiểu như thế này, những cái giá trị, những con số á, cái này sẽ nói liên quan tới cái cấu trúc bên dưới của hệ thống nó thực thị nó hiện thực như thế nào. Thì các bạn biết là ở trên máy mình là cái RAM đúng không, thì RAM gọi là bộ nhớ của cái máy tính. Thì các bạn tưởng tượng là những cái thông tin này đặt trên RAM đi, có thể nó không đặt trên RAM mà đặt chỗ khác, nhưng mà các bạn tưởng tượng đặt trên RAM đi, thì mình sẽ có một cái danh sách, ví dụ danh sách dạy nhau học đi, chỗ đây mà có chữ A, chữ B, chữ C, D, bắt đầu một chữ A đi chẳng hạn, nhưng mà hoặc là đặt sẽ làm như này, dạy nhau học bằng xem nào, A, B, C, đặt sẽ làm đơn giản như vậy thôi. What? Tại sao bị lỗi A? Tại vì ABC là ký tự không thể nào, đấy mình phải đặt như thế này. Đấy, thì dạy nhau học muốn lấy chữ A ra thì nó phải là số 0. Thì các bạn xem ở đây, ví dụ như để đây cái hai cái cho các bạn ánh sáng nhìn cho nó dễ. Thì ok, các bạn nhìn thấy như thế này. Thì các bạn thấy là tại sao nó lại bắt đầu bằng không, thì là sẽ giới thiệu cho các bạn như thế này. Ở trong cái danh sách, cái này là giống như cái danh sách mà mình thấy ở đây, ví dụ như là ABC thì đã có được cái A nằm ở đây, B nằm ở đây, C nằm ở đây. Thì đã hỏi các bạn là ABC nằm ở đâu, ABC nằm trong bộ nhớ. Bộ nhớ nó cấu tạo như thế nào? Bộ nhớ nó cấu tạo giống như là các bạn tưởng tượng như nó có từng cái học 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 như học để chứa đồ vậy. Thì cái ô thứ nhất chứa cái này, ô thứ hai chứa cái này, ô thứ ba chứa cái này. Thì các bạn tưởng tượng đây là một cái ô để chứa, ví dụ mình đạt được chữ A trong này chẳng hạn, đấy mình sẽ đặt, nhưng mà bây giờ đặt không có đặt chữ A này, để sau này đặt cái số khác rồi cho các bạn cho nó dễ nhớ. Thì giả dụ mình có nhiều cái học đồ, mình đặt chữ A vào, mình đặt chữ B vào, đặt chữ C vào, thì các bạn có thể hiểu là bây giờ rất là nhiều học đồ thì không thể nào các bạn có thể đặt ngay cái học mà có vị trí đầu tiên được, có thể là có người khác đã đặt rồi thì mình sẽ có thể đặt ở vị trí thứ 32. 32 giả dụ như là đã kêu là 32 cm chẳng hạn, thì từ 32 cm tới 36 cm là một ô, từ 36 tới 40 là một ô, thì nghĩa là mỗi cái này là 4 cm, giả dụ như vậy, hoặc là 4 m gì đấy, thì các bạn cứ tưởng tượng ra một cái đơn vị gì đấy. Thì bộ nhớ nó còn có cái khoảng trống gọi là byte, thì bây giờ bỏ cái chuyện byte đi, các bạn cứ tưởng tượng là nó có cái khoảng cách như vậy để đủ để chứa được con số A chẳng hạn, thì nó sẽ bắt đầu từ 32, 36, 40, tất cả những khung nhớ này, này các bạn cho là nó bằng nhau. Rồi, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Khi mà mình muốn tới ô số 44 này thì các bạn tới sao giờ?
Muốn muốn tới được cái địa chỉ 44 này thì các bạn thấy là từ đây nè, từ đây tới đây là 4, từ đây này là 4, từ đây này là 4, thì nó là 4 lần 3 là 12 đúng không? Thì 12 cộng với lại 32 là 44, chính xác. Thì nghĩa là từ cái vị trí đầu tiên nè, mình đi 3 đi 12 cái cm hay 12 mét gì đó, mình sẽ tới được ô 44, là có một cái giá trị là A, B, C, D chẳng hạn, thì mình sẽ tới được cái ô đấy. Thì ok, đó là nó là cái cách mà cái máy nó làm sao nó đi từ từ ô đầu tiên tới ô 44. Nhưng mà bây giờ quay trở lại vấn đề, tại sao lại bắt đầu từ không? Thực ra cái không đó ta gọi là offset, trong tiếng Anh ta gọi là offset, trong tiếng Việt là cái gì đã không biết cái một cái từ nào để thể hiện được, thì có thể nói là không bút mực nào tả xiết á. Thì bây giờ mình sẽ tưởng tượng như thế này đi, bây giờ muốn từ cái số 32, các bạn thấy nha, từ 32 nè mà muốn tới cái vị trí đầu tiên thì các bạn cộng cho 0 nhân cho 4 thì lại bằng 32 nha. Bây giờ nếu mà muốn tới cái vị trí 44 đi thì các bạn đếm 0 1 2 3 ô 44 nè. Đấy, thì các bạn 32 nhân cái này ra 44. Thì cái số này thực ra là cái offset và là cái mà không bút mực nào tả xiết á. Bản chất á là nó để cái cách mà cái máy tính nó định danh ra để nó nhảy tới cái vị trí mà nó cần nhảy, giả dụ nhảy tới số 3 thì nó là bản chất là nó sẽ lấy cái địa chỉ đầu tiên cộng với lại 3 nhân với 4 thì ra được ô này. Đấy, ô S này. Đấy, thì đây là cái cách mà máy tính nó suy nghĩ dẫn đến á, cái số 0 này nè, nó gọi là cái offset, hay là còn gọi là cái giá trị để mình nhân với lại cái khoảng cách của nó để mình tới được cái ô mình cần. Đó. Thì tới chỗ này thì bắt đầu phức tạp rồi, nhưng mà tùy các bạn thôi. Đây là một cách mà để giải thích mà gọi là bản chất của vấn đề tại sao nó lại như vậy. Thực ra bạn cũng không cần phải biết cái này, thực ra bạn cũng cần phải biết cái này mà không cần thiết lắm, nói chung chả biết làm sao, nếu mà biết thì tốt, không biết thì không, cũng sao cả. Rồi thì lời khuyên của bạn trong của mình trong phần này là các bạn học thuộc lập trình nó không có giống như bình thường, cho nên là nó có vấn đề, cho nên nó bắt đầu bằng số 0. Còn nếu mà các bạn nào muốn hiểu lý do tại sao thì nghe lại cái phần mà đại giải thích như thế này, các bạn biết thì tốt, không biết thì không sao cả. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé.